Hơn 93% cổ động viên Bồ Đào Nha muốn Ronaldo ngồi dự bị trận tứ kết. Ronaldo đã bị huấn luyện viên Fernando Santos đẩy lên ghế dự bị ở trận thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022. Người đá thay anh là Gonçalo Ramos đã ghi một hat-trick, trong khi Ronaldo chỉ vào sân ở hiệp 2 khi thế trận đã an bài. Ngày 8 tháng 12, tờ Record bất ngờ tiết lộ Ronaldo rất tức giận với việc bị xếp đá dự bị, tuyên bố sẽ rời đội tuyển Bồ Đào Nha lên đường về nước. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha sau đó đã bác bỏ thông tin này. Bản thân Ronaldo cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội phủ nhận tin đồn nói trên, cho rằng tin đồn là âm mưu gây bất ổn nội bộ của đội tuyển Bồ Đào Nha trước thềm trận tứ kết với Mà Rốc. Dù vậy, khả năng Ronaldo được ra sân đá chính ở trận đấu với đội tuyển Mà Rốc tại vòng tứ kết là không cao. Một cuộc khảo sát mới nhất của nhật báo Bồ Đào Nha Ebola cho biết, có tới 93,6% người hâm mộ bình chọn Ronaldo nên tiếp tục ngồi dự bị ở trận gặp Mà Rốc và tiền đạo trẻ Gonçalo Ramos phù hợp để ra sân đá chính như ở vòng 1/8. Trong khi đó, tiết lộ từ tờ Marca của Tây Ban Nha, Ronaldo đã không chịu tập luyện với các cầu thủ dự bị của Bồ Đào Nha trước thềm trận đấu với Mà Rốc. Thay vào đó, CR7 tập luyện cùng các cầu thủ đội 1 ở trong phòng tập thể dục.